Halina xin chào tất cả mọi người. Bây giờ Halina đang đi ở ngoài đường, cả gia đình mình hôm nay ông xã mình được nghỉ đó, nên mình sẽ đi xuống rước bà nội đi ăn. Mọi người thấy đường ngoài trời nắng không? Giờ này Cali nắng lắm mọi người. Halina cho mọi người coi cái đường xe chạy nắng lắm nha. Mọi người thấy nắng không? Để cái camera phía kia thì nó chói không có thấy được thôi. Để Halina phải để ngược thế này. Con coi gì đó con? Strongman cat. Thì đây mấy cục vàng nè. Aiden ngủ rồi nè mọi người. Lên xe cái là ngủ thôi. Ủa Lina wake up hả con? Lina dậy rồi hả? Còn Tina để biết coi phim nè. Suốt ngày coi phim tây nè. Đây bỏ mấy đứa nhỏ coi phim nè. Đây là ông xã của mình. Hello. Ây da, nắng quá. Lát nữa thì mình nữa hả? Thì mọi người coi, ở ngoài đường nó đang kẹt xe mọi người. Kẹt lắm luôn nha. Sao con? Sao con? Mẹ nè. Đây đang làm đường, đang nới đường ra nè. Ồ, nó đang làm đường nè mọi người. Cái xe này trộn xi măng á, bự ha. Bự đó. Ở Mỹ làm đường mọi người nha, nó chất lượng lắm, nó làm bằng những cái sắt thép rất là ghê luôn á nha, cái độ sắt thép của nó rất là chất lượng luôn, nó không có bây giờ rút ruột công trình đâu, cái đường của nó là nhìn cái đường là nhiều lớp sắt á, mình nhìn mình ham luôn á, xi măng nó đổ tới mười mà mấy, mà nó sửa đường một lần, nó sửa đường lịch sử lắm mọi người, tới sửa đường mà không bị kẹt giao thông, không bị á, đường xá không có bụi bặm gì đâu, nó mình đi nó sửa đường nhưng mà mình không biết nó sửa lúc nào. Nhưng lúc mà đường sửa xong rồi thì nhìn rất là nhanh, nó làm sao hay thiệt á. Nó làm rất là gọn gàng luôn mọi người thấy không? Sửa phía bên kia. Và chủ là ban đêm nhiều ha. Trời hôm nay là nắng lắm. Lát nữa là mình sẽ ghé mua ít bánh này, ít bánh xong rồi mình xuống nhà. Xuống dưới nhà em gái chồng đó, rước bà nội đi ăn. Một ngày nghỉ của ông xã mình, chỉ có vậy thôi. Tina hát hay quá con. Hay quá. Mọi ơi, sao lại lấy cái đồ mò xuống vậy? Nó lấy mò xuống hả ta? Tại vì dịch đó con, không ai đi mò. Còn Aiden thì ngủ rồi nè cưng không? Aiden cứ lên xe là ngủ thôi, tới giờ ngủ rồi. Đúng giờ luôn. Thương quá. Nhìn thấy Aiden ra đâu? Hai chị gái tắm cho em luôn đó. Trời ơi, hôm nay hai chị hai tắm cho em. Không nhờ mà tự làm luôn. Ba mẹ bằng dọn dẹp hai chị xử sao con? Chị hai story. Chị hai để cho em hát với chị hai. Để hai đứa hát thay phiên nhau đi con. Thích thôi. Wow, hôm nay xe đông quá đây đi. Nó đi ăn uống ở ngoài quá trời đó chị. Wow, mấy cái dù đó là ăn nhiều lắm á. Cái dù đúng rồi. Anh thấy nó làm trời. Nhưng mà em thấy nóng quá trời anh ơi. Làm vu vơ nóng thế mà mình. Em thấy ngồi cũng gần nhau chứ có gì đâu mà xa. Có gì đâu xa đâu mà nó đem thà ăn ở trong đi, ăn trong đi thiệt đông quá trời cho mọi người thấy không, cái khu này khu mall gần nhà mình á, nhưng mà hả không? Ôi xe cũng đông quá trời nè, Best Buy rồi mở easy hết mall mở cửa, xe anh thấy xe đông à, chú bên phía Messi nè, SC đây nè, chỗ này hơi vắng nè, rồi cái này là khu mall mọi người shopping nha, gần nhà mình đó, mình hay đi cái này gần nhất, mà này xe đông quá mọi người thấy không, parking đông lắm á. Wow, so fat. Hôm nay không cho box hả? Đâu anh xin đại cái này thôi để chia ra hơn cái box nó không bánh. Wow, nhiều bánh quá. Cái bánh này mình mua xuống cho mấy đứa nhỏ con của em gái đó, chồng á. Bánh này dễ ăn lắm mọi người. Nhưng mà nắng khó chịu ghê luôn á. Đói bụng rồi, em đói bụng. Quá. Nó là đói bụng quá. Ăn luôn con heo. Đói bụng quá tả đói. Ông trời Lina, ông đói bụng quá bụng đòi ăn luôn con heo. Con heo là con gì anh biết không? Gì? Con heo lợn á. Con lợn đúng rồi. Lợn á. Lina nói con heo cho mẹ nghe đi.
Tiên nào nói được từ con heo không? Nào nói con heo. Con heo giống con bé vậy, nó nói tiếng Việt lớn á. Con heo. Con heo. Ok, con heo. Con heo tiếng Anh là con gì con? Pig. Pig, đúng rồi, pig. Aiden cứ việc ngủ thôi. Aiden, are you wake up? Aiden. Ngủ lại. Ôi vậy hả con? Ngủ. Ô có vậy rồi hả? Con ngủ nữa đi. Giỏi rồi, ngủ giỏi quá hả? Ôi đây ngủ nè. Aiden thấy xe bự không con? Truck. Aiden, truck. Truck big. Aiden, bao nhiêu xe bự quá con? Big. Long nữa con, bự không? Wow. Xe to không con? Mẹ ơi, con biết về underwear. Ồ, ô xe bự quá, con biết về underwear hả? It's so easy, right? Yeah. Yeah. Mama ơi, mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi con. Ừ. Đây, tới nhà rồi. Anh vô đi, em khỏi vô nha. Bánh ở phía sau chỗ ấy đình á. Ủa ai cho em mở cửa lên mấy đứa nhỏ hả? Nào bây giờ mình đi luôn con, đi mình đi ăn luôn, đói bụng quá à. Đói bụng lắm rồi. Yeah, ok lên đây. Bánh ở chỗ ấy đình nha, cái đi. Ở đây là cái khu nhà ở Yoba Linda nha mọi người. Mình tới nơi rồi đó. Nhà ở đây toàn đa số là bạc triệu trở lên không à. Còn nhà đến chỗ Halina thì rẻ thôi, không có mắc. Đưa cái đồ ăn không ạ? Ừ, đưa đồ ăn coi. Rồi, mẹ chồng mình ra rồi đó mọi người. Sáng em qua nắng quá à. Hôm khác xuống chơi con. Đâu có gì đâu để chơi con. Đâu lâu của mình ba ba đi hết dùng họ đi ngon người nắng vậy hả? Dạ, hello nội. Ê! 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 Hello nội kìa. Đến đi con. Đòi vô chơi á. Không có ai nhầm dạy không chơi. Không có ai nhà hết à. Nó đi học hết rồi. Đi làm đi học rồi. Đúng rồi, đâu có ai đâu. Mình ba nghỉ bữa nay thôi. Ồ, đúng rồi hả? Rồi hết rồi hả mẹ? Đi rồi. Ồ. Vậy giờ mình đi uống ở nhà hả? Mình bệnh nha. Ừ. Giờ nó đi với con hết rồi. Ồ. Đây Đền ơi. Đây Đền uống nước không? Không uống nước hả? Ủa? Ủa chân Đền bị té hả ba? Vậy là lúc ra xe bị té rồi. Hay sao mà đen thui lui chân? Nó té. Bị dính đen thui lui cái chân rồi nè ba. Dính ha bầm hả? Dính bụi á nội. Nội đời mới ngủ dậy á. Nội biết hôm nay hai chị tắm cho em á. Trời ơi giật cái mình luôn. Đang dọn dẹp mà tự nhiên lát hồi đó ba đứa chạy ra tắm cho em sạch sẽ bóng loáng luôn. Lau khô em là mặc áo quần che mặt tạ cho em luôn. Tí nào á? Giỏi lắm, Tí nào giỏi lắm. Tí nào hôm nay chị hai tắm cho em phải không? Giỏi quá, Ly nào có hết chị hai tắm em không? Trời ơi đã quá. Ồ, mình Tí nào làm Tí nào quá giỏi luôn. Giỏi quá con. Quá giỏi luôn á. Ừ. Biết thương em mà. Giỏi nè. Ủa Alina cũng giỏi mà sao giận vậy? Không khen nó giận ra nội khen nó đây kìa nội. Nó buồn rồi kìa nội. Tao giỏi thôi chứ ai nói Lina không giỏi, Lina tao đẹp nó nè. Con thấy chưa? Lina nó quất nguyên ly cà phê nó giấu bên người nó rồi ba. À trời. Tối khỏi ngủ luôn. Lina hôm nay không học nên mới xuống rước nội được nè. Hôm nay Lina được nghỉ.
chờ Ti này học xong rồi đi. Nó học ở nhà chứ đâu có học. Ti học ở nhà nhưng mà học giờ này giờ nó học đó. Nó học ở nhà. Học chiều nó mới học hả? À? Dạ. Hai giờ mấy nó mới học? I still feel bad. I don't like it. Mm. If I get out, somebody is touching me. Hết phim rồi, hết Scooby-Doo rồi. Ở cái đó là quán cơm Thành nha mọi người. Quán cơm này nổi tiếng ở chỗ Phú Lộc Thọ, ở Cali luôn đó. À, nhà mình thích cái cơm này lắm nhưng mà đi ăn hơi xa. Hôm nay có dịp thì ghé vô đây ăn luôn. Nhưng mà cái này thì như là nó chỉ cho order thôi, nó không có cho mình vô ăn ở trong. Nên giờ thì ông sẽ đi mua. Đó đây đi mua rồi đó con. Nó đi vô rồi, cơm Tấm Thành. Cái này gọi là đệ nhất cơm Tấm Thành. Where? Có baby Scooby-Doo cho. Oh, yeah, mà mình thấy rồi. Daddy, oh, nó cho vô ăn hả? Chồng nó kêu vô ăn kìa. Hình như vô ăn được á. Nice, vô ăn được. Đang đi vô quán nha mọi người. Wow. Ôi con quà bự quá. Ui con quả bự quá kìa mọi người. Đi con đi vô con. Ồ hôm nay may quá nó cho ăn ở trong rồi. Đi con. Đi này vô con. Con come on. Come on. Wow mình được cho trong ăn rồi. Và đo nhiệt độ hả cơ. Con quên còn trang bắt cái chát sách. Nó già hết rồi. Ồ, hôm nay dịch nhân quán hơi vắng nha mọi người. Đi con lại đây. Thank you. Em bà lấy cái hai chè cho con nha. Lại đây cậu nha. Ở đây thích cái gì đây? Ở đây thích mấy cái này đây nha. Ở đây làm gì hả con? Mua chim mua hả? Ok lên đây để gọi món nè. Đi ăn dập đó nè cho tôi. Đây cái gì thịt có cái gì? Đây khai vị. Cần khai vị nè. Mình thì chắc ăn cái món này à. Chắc là bì chả sườn tổ hủ kỳ đi. Ngon. Em thì ăn em ăn cái bì chả sườn. Bì chả sườn. Không có tổ hủ kỳ, anh thích tổ hủ kỳ. Lấy cho con giá còn nói dao động đâu mà. Giá còn nói 8-9 đồng. 8-9 đồng một phần. Cho nó một cái tình nhỏ cái cơm thịt nướng này hả? Ừ, cơm thịt nướng được rồi. Hello bạn ơi. Thích ăn chả không? Ăn chả, chả với thịt nướng hả? Chả với thịt nướng. Đây cũng có bán mấy món khác nè. Bún. Nồi ăn món gì? Nồi. Má thì chỉ có thịt nướng với tổ hủ kỳ thôi à. Ăn đi, ăn miếng đi mẹ. Chỉ có thịt nướng với tổ hủ kỳ thôi. Tôi con mới thì đem về. Ăn miếng đi. Con là tại vì tôi muốn ăn uống nước trên sông. Lại đây con. Dạ, hôm nay cô em mang khẩu trang vô. Đâu sao đâu, nay cho vô khẩu trang. Biết một đồng không? Nè, mẹ cho hai đồng đó nè. Đây, đây một đồng, bốn cái một đồng rồi. Mẹ cho Tina ba đồng. Cái này không có 25 xe nổi. Không đủ, cái này không bỏ được. Cái này không mấy không nhận đâu con. Cái này cái gì? Cái đó là 20 xe, không được. Rồi, hôm nay hết tiền vậy nãy. Ok, bây giờ con chị hai bỏ vô coi. Bỏ chưa? Coi chừng mất tiền oan nha con. Mẹ coi nè. Con bỏ tiền vô chưa? Chưa. Bỏ hết 4 đồng vô. Bỏ chỗ nào ta? Bỏ vô đi, con bỏ tiền vô đi. Rồi. Bố sao nó không nhận tiền ba? Bẻ bảo bẻ bẻ nhiều quá. Xây hết quá. Nó để bao nhiêu cái đổng? Để bỏ cái nào đấy? Để bỏ 4 cái kho này vô mới bỏ được. Bỏ liên tiếp 4 cái luôn. Bỏ được luôn đi con. À, lấy một cái cơm thịt nướng với chả. Dạ. Lấy một cái thịt nướng tàu hủ kỳ mà có cái thịt vô. Bò nướng hả? Bò nướng.
lấy một cái bì chả xưa. Em là thịt nướng hay xưa? À, bì chả xưa thì bì chả xưa. Em cái nữa, bì chả xưa kia. Với một cái chè ba màu. Chỉ là có một cái Tugo thôi, một cái Tugo thôi. Ba cái ăn đây. À, ba cái ăn ở đây. Dạ. Chúng mình cho chúng nhỏ cho ba cái ăn bé đi. Cho con xin cái kéo luôn nha. Ok. Cũng đã lạnh được rồi. Dạ. Dạ lấy 4 cái đi. Rồi, đứa nào tin à? Chè ba màu nha. Không, cái này 4 cái mới bỏ được con. Ba chị nó bỏ đi, sao đây. Mà cái máy này ngộ quá. Để ba bỏ cho kìa. Ba bỏ ra. Sao mà vặn nó không ta? Con không thể chọn được đâu. Bỏ con vặn nó ra cái nào thì ra thôi. Đó, một cái. Ồ, thì ra vậy hả? Đúng rồi. Ê, trời, trời, trời. Ông nhỏ mà ông ham kia. Rồi, rồi. Bắt đầu ba dặn nè. Đây đi nha. Con tìm ra con nào mẹ không biết trước rồi, nha. Lấy đi, trong này nè. Cho mẹ coi nè. I can't get it out. Đừng có dùng miệng, bấm ra. Được không? Rồi chế cho Ly nào một cái luôn. Ly nào ra màu hồng là đổi cho chị hai nha. Ủa, chưa, bật một cái nữa. Nó kì vậy. Nuốt hết hai đồng rồi không la. Cái này không có dễ gì. Rồi sao? Rồi. Mất hai đồng hả? Mất đồng. Nó kì vậy. Sorry Alina. Daddy, could you open it? I want to see what's inside. Nó kì ta. Đó thì bây giờ để cho nói sơ sơ cho ha. Cái món của Tròn á là bì chả sườn tàu hủ kia. Nhìn thấy là rất đẹp. Còn vợ của Tròn thì lấy không thích tàu hủ kia thì chỉ bì chả sườn thôi. Còn mấy cái nhỏ thì Tròn mua cho nó thịt nướng với tàu hủ kia. Nhìn là thấy quá hấp dẫn luôn. Đó, rất là ngon. No rồi. Đem bỏ hai ly nước bánh thì thấy chị giữ cơm được. Ly được ăn xong rồi. Em dối tới sau là người nhờ xin mấy cái nĩa mũ em. I want pizza. I want pizza. Pizza.
Lina, có con này con. Cần ngồi đút luôn lại đây nè, ngồi đút lắm. Ai muốn ngồi đút không? Alina muốn ngồi đút không? Dạ, cảm ơn. Không cần đút nữa, hết rồi, tự ăn được khỏe không? Dạ, 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 dạ. Này, cái này của con. Để bắt đầu ăn nha. Anh ta bỏ cái súp ở bên kia kìa. Yeah, I just like figure out this real is cute. Nói ăn cái còn lại của tụi nó đi. Việt Nam lắm nè. Đó. Nó có nó có bì nè ha. Đây là chả. Đây là miếng chả nè. Nó có canh nè và có nước mắm nữa. Ở đây ngồi xuống con. Đầy đủ hết. Đầy đủ luôn. Yeah, just cutting it. Cutting the chả. Ăn luôn. Nó con ngồi đó đi, con ăn đi. Ăn giỏi đi, lát nữa chơi. Lát nữa em trả liền. Lát em trả liền. Ăn giỏi mẹ thương. Ăn hết. Rồi pha hết đi, pha hết đi. Ăn. Ok, ăn hết đi rồi lát nữa. Đây là thịt nướng. Ai còn nướng này heo nướng. Nướng. Ồ, theo nướng nè. Mặn vừa ăn. Coi cái miếng sườn hấp dẫn không? Đó. Rồi không có hành vị cơ. Này không có hành vị hết. Hôm nay mẹ chồng mình không ăn mọi người. Mình nói mẹ no rồi. Mình chưa muốn ăn bây giờ. Ờ được tôi vô liền nha mẹ. Mẹ thương ăn ra. Đây là miếng thấy đỏ mà em. Đó. Liền miếng tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ. Hai đứa nào hôm nay không ăn tàu hủ kỳ. Mình chỉ ăn sườn bì. Chả trứng thôi. Hôm nay có tép mỡ nữa nha cả nhà, có tép mỡ ha. Lina, you want some crunchies? Crunchies? Mẹ đi ăn giỏi nha. Ngon quá rồi ha. Nè, ăn rồi múc súp nha. Nè, ăn rồi múc súp húp nha con. Nè, đó. Múc súp đi. Đúng rồi. Còn ai đền nằm trong miệng hoài luôn á. Đúng rồi, thịt này giỏi quá, ăn cơm gì đó, ăn súp vô. No, 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 không có nhãn nè, no. Ai đền no, ăn trứng nè. Ai đền không có đây kìa coi. Ăn tự cái súp đi, đây này, nằm đậu á. Con lắm nha. Nó Lina hấp súp ngon con. Ngon ha. Ăn đi mẹ. Dạ, I'll be coming here tomorrow too. Chè dễ ăn mà, để nó đâu cũng ngon ở đâu. Không có bao nhiêu đâu. Yeah, I like this restaurant.
Ngon. This is the best restaurant. Bell restaurant. Nè, con có sò tay vô nha. Đỡ con. Ngồi yên nha, con không có xuống dưới nha Định. Đi bộ là so cute. Cái gì vậy? Cái gì trong này? Có em đổ vô hả? Cái thằng quậy quá. Em nè, mẹ chung nè. Nhâm đi. Nhâm. Nhâm 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 nhâm. Em ơi không? Đi về á. Giỏi. Con dính này mũi nè. Mua con chip. Mua. Nhiều thịt lắm kìa, tí nặng nhiều thịt vô đi coi. Cái đàn tổ kìa. Cái gì vậy? Can you finish it or not? I like finish the job. So good. Finish the job, daddy. Huh? Finish the job. Where's your jar? This is not jar, this is crunchy. Mm. Yeah, baby. Go. Yeah, go. I get four. Let's see who gets the most. Yay! I
That's the country. Rồi ăn đi con. Hai chị. Đi nào cũng đi vậy. Đi nào múc con giỏi không ăn. Tina ăn giỏi ghê hôm nay luôn á. Tina ăn giỏi. Bữa nay giỏi quá. Nó tắm cho em. Ăn tự ăn ngon. Biết ăn thổ tiên nữa giỏi quá. Biết mở máy học rồi luôn á. Biết mở bát quật luôn ba. Cái quật nó khó nhớ mồm mà giờ em cũng nhớ rồi. Xong rồi Tina ăn nhớ. Vừa chữ vừa số ăn nhớ ba. Mấy tiền hôm nay trông dài quá vậy ta. Mama. Ở nhà ăn cái con. Con thả mình là vét gì vậy mọi người. Con chồng mình vét gì vậy thật ra. Sáng giờ bỏ bữa ăn trưa. Nghe là cái như bữa ăn trưa đó, mấy giờ là cũng 3 giờ. Thì bình thường không ăn sáng ăn trưa, giờ ăn sáng xong ăn tối luôn. Bây giờ tối xíu. Tính ăn ngày tiếp. 2 bữa đói hả? Ừ. Mấy giờ? Muốn đuổi không đói nữa đâu. Đói đó. Ăn xong 5 giờ rồi. Tối giờ thì đói rồi. Ăn trái cây. Ăn trái cây coi. Cái nào ăn đi con. Alina có ăn cơm ngon không? Ngon hả? Ồ, Tina mất sổ gạo rồi đó. Không lấy đồ chơi được, Tina mất sổ gạo nè mọi người. Ba bà, Aiden dành đồ chơi với chị hai rồi đó. Lát Aiden đưa đồ chơi cho sister nha. Gật đầu thấy chưa, Aiden gật đầu nè. Đó, giờ mấy đứa coi TV đi. Mình đi về nhà nha. Tròn nắng quá trời luôn nè. Nắng quá là nắng luôn. Bỏ này chơi. Hãy
xong rồi. Bây giờ gia đình mình ăn xong rồi, bây giờ đi về nhà mọi người ơi. Xong xong hết một ngày rồi. Một ngày mà tính ra có nửa ngày à. Đi xong đi về là hết nửa ngày rồi đó. Bây giờ mấy đứa thì nó coi TV khí thế luôn. Đang ham coi TV lắm luôn á. Aiden thì sao? Aiden sao? Hello Aiden, hello. Ngủ nữa con, chuẩn bị ngủ hả? Trời ơi, xạo kìa, kêu ngủ nhắm mắt ngủ xạo kìa. Aiden chưa ngồi, biết biết xạo luôn. Aiden diễn dữ vậy. Diễn sâu quá.